Thế giới đang nóng lên trước những cuộc xung đột lớn Tại Đông Âu, Israel mở cuộc tấn công khốc liệt nhất 24 năm qua ở bờ Tây Lãnh tụ Iran tuyên bố sẽ chống lại Israel bằng sức mạnh và sự kiên cường đến cùng Mỹ gửi 3 thông điệp khẩn tới Iran ngay trước vụ tấn công tên lửa vào Israel Đường sơ tán Liban Syri bị phá hủy Israel tiếp tục không kích Beirut nhằm tiêu diệt thủ lĩnh tiếp theo của Hezbollah trong khi đó, xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO nguy cơ bùng nổ. Quan chức EU nói về nguy cơ liên minh và Nga có thể đối đầu trên tiền tuyến trong những năm tới. Liên quan đến bầu cử Mỹ, ông Trump tuyên bố sẽ trở lại địa điểm bị ám sát hụt để tiếp tục tiến hành vận động tranh cử. Xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bây giờ là phần tin chi tiết. Quân đội Israel đã tuyên bố không kích trại tị nạn Tunkham ở khu bờ Tây và loại bỏ một thủ lĩnh địa phương của Hamas. Phía Palestine nói rằng đây là vụ không kích khốc liệt nhất trong khu vực này trong 24 năm qua. Theo các báo cáo từ Palestine, trong số 18 người thiệt mạng, có một gia đình 4 người, bao gồm hai con của họ một phát ngôn viên của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gọi cuộc tấn công này là một tội ác ghê tởm và một cuộc thảm sát. Một nhà hoạt động trong khu vực nói rằng cuộc không kích của Israel đã đánh trúng một quán ăn uống trong tòa nhà 4 tầng và có nhiều nạn nhân tại bệnh viện. Ít nhất một tên lửa đã bắn trúng một quán cà phê đông đúc ở khu phố Al Hamam trong trại tị nạn đông đúc Tunkham khi người dân tụ tập ở đó. Quân đội Israel đã xác nhận cuộc không kích ở miền Bắc bờ Tây, mô tả đây là một hoạt động chung do lực lượng an ninh nội địa Sinbad và không quân thực hiện. Đây là lần đầu tiên Israel thực hiện một cuộc không kích bằng máy bay chiến đấu ở bờ Tây kể từ cuộc xung đột Israel-Palestine thứ hai diễn ra từ năm 2000 đến năm 2005. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Iran sẽ thực hiện bất kỳ nhiệm vụ liên quan nào nhằm chống lại Israel bằng sức mạnh và sự kiên cường. Iran gần đây cũng đã phóng loạt tên lửa tốc độ cao vào Israel. Đây là cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay của Tehran và Tel Aviv. Các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran diễn ra sau khi Israel ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Ông Khamenei cho biết cuộc tấn công trên chỉ là hình phạt tối thiểu, trong khi Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng trong những tuần gần đây, Nhà Trắng đã nhiều lần bị bất ngờ trước các quyết định của Tel Aviv. Thủ tướng Netanyahu ra lệnh không kích hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah từ một phòng khách sạn ở New York, ngay cả khi các quan chức Mỹ tại Liên Hợp Quốc cách đó vài dãy nhà đang cố gắng ngăn chặn một cuộc chiến tranh lan rộng ở Trung Đông. Quy định phê chuẩn cuộc không kích ngày 27 tháng 9 được đưa ra khi lãnh đạo Israel đang ở trên lãnh thổ Mỹ mà không báo trước cho Nhà Trắng đã cho thấy sự chia rẽ ngày càng tăng giữa chính phủ của ông Netanyahu và Nhà Trắng. Đầu tháng 9, đặc phái viên Nhà Trắng Amos Hostein đã gặp các quan chức Israel tại hầm trú ẩn của quân đội Israel ở Tel Aviv để thúc giục họ không tiến hành một chiến dịch quy mô lớn chống lại Hezbollah ở Liban. Ông cố gắng thuyết phục họ hãy để nỗ lực của Mỹ làm trung gian cho một thỏa thuận nhằm đẩy Hezbollah ra xa biên giới phía Bắc Israel có cơ hội. Nhưng chỉ vài giờ sau cuộc gặp của đặc phái viên Hochstein với Thủ tướng Netanyahu, hàng trăm máy nhắn tin do các chiến binh Hezbollah sử dụng đã phát nổ trên khắp Liban. Ngày hôm sau, hàng trăm bộ đàm của nhóm này tiếp tục phát nổ. Các nhà phân tích cho biết, những nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế Israel ở Gaza chỉ mang lại kết quả hạn chế. Trong gần một năm qua, các quan chức cấp cao của ông Biden liên tục tới Trung Đông để ngăn chặn cuộc chiến của Israel chống lại Hamas ở Gaza, gia tăng thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Washington cho rằng nỗ lực của họ đã có tiến triển. Thỏa thuận cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza và việc Israel rút bớt lực lượng khỏi giải đất này là bằng chứng cho thấy Tel Aviv sẵn sàng lắng nghe những cảnh báo của Mỹ. Nhưng khi Israel nắm được cơ hội để giáng đòn vào Hezbollah, ông Netanyahu đã liên tục phớt lờ lời kêu gọi kiềm chế của Mỹ. Tất cả những điều đó cho thấy Mỹ đang bất lực trước Israel. Hezbollah là thành viên trong trục kháng chiến được Iran xây dựng và dẫn dắt trong nhiều thập kỷ qua với mục tiêu chính là chống lại ảnh hưởng của Israel và phương Tây ở khu vực Trung Đông. Trục kháng chiến ra đời từ thập niên 1980 khi Iran bị rơi vào thế cô lập sau cách mạng Hồi giáo và bùng phát xung đột với Iraq. Kể từ đó, Tehran đã tài trợ và trang bị vũ khí cho các nhóm vũ trang ở Liban, Yemen, Iraq và Syria, cũng như lực lượng Hamas ở giải Gaza. Truyền thông Liban mới đây cho biết, một máy bay trưởng ngoại trưởng Iran, Abbas Arakchi, vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Rafik Hariri ở thủ đô Beirut. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Iran đến Liban kể từ khi Israel không kích thủ đô Beirut, khiến thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng tuần trước. Ngoại trưởng Iran Arakchi hội đàm với Thủ tướng Liban Najib Mikati và Chủ tịch Quốc hội Nabi Berri. Chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi Iran bắn hàng trăm quả tên lửa nhằm vào Israel để trả thù cho sự ra đi của loạt chỉ huy cấp cao Hezbollah và Hamas do các cuộc không kích của Israel. Hồi cuối tháng 9, truyền thông Israel đưa tin một quan chức Iran đã tuyên bố với hãng tin NBC của Mỹ rằng Tehran sẽ bắt đầu tuyển mộ lực lượng để triển khai tới Liban. Cụ thể, ông Mohammad Hassan Akhtari, thành viên Ủy ban các vấn đề quốc tế của Quốc hội Iran khẳng định giới chức nước này sẽ cho phép triển khai binh sĩ tới Liban và Syria để chiến đấu chống lại Israel tương tự như đã từng làm vào năm 1981. Cùng lúc, hãng thông tấn sinh viên Iran dẫn lời một nghị sĩ quốc hội của nước này nói rằng Đại giáo chủ Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang nước này tấn công Israel để báo thù các cuộc không kích tội ác của Israel vào Liban và giải Gaza. Tuy nhiên, các nguồn tin chính thức Iran chưa xác thực thông tin này. Về phần mình, quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc không kích dữ dội vào Liban, trong đó có thủ đô Beirut cuộc không kích được tiến hành với mục tiêu đánh phá là ngoại ô phía nam Beirut. Trước cuộc không kích này, quân đội Israel thông báo đã tấn công hàng trăm mục tiêu Hezbollah trên khắp Liban. Trong đó có các cuộc không kích vào nhiều tòa nhà được cho là nơi cất giấu vũ khí của Hezbollah ở ngoại ô thủ đô Beirut. Mới đây, truyền thông Trung Đông đưa tin về việc Mỹ đã đưa ra yêu cầu khẩn cấp với Iran ngay trước cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của nước Cộng hòa Hồi giáo nhằm vào Israel. Theo đó, Cổng thông tin Baghdad Today của Iraq trích dẫn một quan chức giấu tên cho hay, ngay trước cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel, Washington đã gửi cho Tehran ba thông điệp khẩn cấp trong vòng 30 phút qua Iraq, yêu cầu nước Cộng hòa Hồi giáo không tấn công các căn cứ của Mỹ. Quan chức trên tiết lộ, Washington lo ngại rằng Tehran hoặc các nhóm thân cận có thể tấn công các căn cứ của Mỹ. Washington đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa, chuẩn bị cho bất kỳ diễn biến nhanh chóng nào của các sự kiện. Quan chức này được cho là lưu ý rằng Mỹ đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển tiềm năng tên lửa của Iran và bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về tên lửa siêu vượt âm vì khả năng hạn chế của hệ thống phòng không Patriot. Ít ngày trước, Tehran đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo về phía Israel để đáp trả vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh và chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC Abbas Ninforosan. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố chính phủ của ông không muốn gây chiến với Israel nhưng sẽ kiên quyết đối đầu với mọi mối đe dọa. Israel khẳng định sẽ đáp trả tại thời gian và địa điểm mà nước này quyết định, trong khi cộng đồng quốc tế kêu gọi kiềm chế trong bối cảnh nguy cơ đáp trả sẽ khiến khu vực tiến sát đến miệng hố của một cuộc xung đột toàn diện khi mà giao tranh ở giải Gaza và Liban vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt. Liên quan tình hình ở Liban, mới đây, AFP dẫn tin từ hãng thông tấn chính thức của quốc gia này đưa tin một cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực biên giới Syria đã cắt đứt tuyến đường quốc tế chính nối Liban-Syria. Theo Bộ trưởng Giao thông Liban Ali Hamieh, đây là con đường dẫn đến cửa khẩu nhân đạo chính cho hàng nghìn người dân Liban. Mới đây, quân đội Israel đã tiến hành một loạt đợt không kích dữ dội vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban, gây ra những đám cháy lớn, ngăn cản các đội phòng vệ dân sự tiếp cận khu vực. Kênh truyền hình Al jadeed của Liban đánh giá những đợt tấn công mới của Israel thậm chí còn dữ dội hơn các vụ không kích trước đó, từng khiến một chỉ huy cấp cao của lực lượng Hezbollah là Sayed Hassan Nasrallah thiệt mạng. Cùng thời điểm, một nguồn tin thân cận với Hezbollah ghi nhận, Israel đã tiến hành 11 đợt không kích liên tiếp vào thành trì phía nam Beirut của lực lượng này. Những cuộc oanh kích dữ dội đến mức, còi báo động ô tô tự kêu, trong khi các tòa nhà ở Beirut và vùng ngoại ô bị rung chuyển. Động thái này diễn ra ngay sau khi quân đội Israel yêu cầu dân thường lập tức sơ tán khỏi các khu vực gần hai tòa nhà ở vùng ngoại ô Dahiye, phía nam thủ đô Liban, lúc đêm muộn. Một trong các địa điểm được lệnh sơ tán là bệnh viện Sante Terese nằm trong vòng bán kính 500m tính từ một tòa nhà bị nhắm mục tiêu. Theo các nhân chứng, đã xảy ra nổ lớn ở gần nhưng không trong phạm vi của sân bay chính của Beirut. Nhà chức trách địa phương chưa công bố bất kỳ thông tin nào về tổn thất trong sự vụ. Báo New York Times trích dẫn lời ba quan chức Israel giấu tên tiết lộ. Các vụ oanh tạc mới của lực lượng phòng vệ Israel IDF ở vùng ngoại ô phía nam Beirut nhắm mục tiêu vào một cuộc họp của các lãnh đạo nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Liban. Tiết lộ với đài CNN, một quan chức cấp cao của Israel cho hay các cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Liban được thực hiện nhắm vào ông Hassem Safieddin, người được cho là có khả năng sẽ kế thừa vị trí lãnh đạo Hezbollah của ông Sayed Hassan Nasrallah. Hiện chưa có thông tin nào xác nhận ông Safieddin đã thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt kê ông Safieddin, người hiện đứng đầu Hội đồng điều hành Hezbollah, là kẻ khủng bố toàn cầu bị truy nã đặc biệt vào năm 2017. Vùng ngoại ô phía nam của Beirut được coi là khu vực trọng điểm do Hezbollah kiểm soát. Khu vực này từ lâu đã là nơi ẩn náu của nhóm thủ lĩnh Hezbollah và là căn cứ để lên kế hoạch các hoạt động quân sự. Các cuộc không kích của Israel nhằm vào những mục tiêu như vậy không phải là hiếm. Nhưng cuộc tấn công hiện tại gây chú ý vì cường độ và quy mô lớn. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Mới đây, ông Trump tuyên bố trở lại địa điểm mình từng bị ám sát hụt tại bang Pennsylvania để vận động tranh cử. Tỷ phú Musk tuyên bố sẽ có mặt để ủng hộ. Cụ thể, đăng tải trên mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk cho biết Ông tham dự một cuộc meeting do ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump tổ chức tại địa điểm mà cựu Tổng thống Mỹ từng bị mưu sát tại bang Pennsylvania. Ông Musk đăng tải trên mạng xã hội X rằng Tôi ở đó để ủng hộ, đề cập đến buổi vận động cử tri được ông Trump tổ chức tại thành phố Butler, bang Pennsylvania vào ngày 5 tháng 10. Theo hãng tin Bloomberg, CEO của Tesla và SpaceX trước đó đã quyên góp hàng chục triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng lần thứ ba của cựu tổng thống Mỹ Trump đóng góp vào một ủy ban hành động chính trị PAC, tỷ phú Musk đã chi 71 triệu đô la Mỹ chủ yếu cho các hoạt động vận động và thực địa nhằm thu hút phiếu bầu cho ông Trump. Hồi cuối tháng 9, CBS News dẫn hai nguồn tin cho biết, đầu tháng 10 tới, cựu tổng thống Donald Trump sẽ trở lại Butler, Pennsylvania, địa điểm từng xảy ra vụ ám sát hụt nhằm vào ông hồi tháng 7. Cuộc vận động tranh cử của ông Trump được lên lịch tại khu tổ chức hội trợ Butler Farm Show sự kiện này có thể sẽ tương tự như cuộc vận động trước đó. Ông Trump đã nhiều lần nói rằng ông sẽ trở lại Butler. Trong bài đăng trên mạng xã hội trước cuối tháng 7, cựu tổng thống cho biết ông sẽ trở lại nơi này trong một cuộc vận động quy mô lớn. Trong một cuộc vận động tranh cử ngoài trời ở Butler, nghi phạm Thomas Grups đã nổ súng vào ông Trump từ một mái nhà cách vị trí cựu tổng thống đang phát biểu khoảng 120 mét. Theo phân tích của CBS News, Grups đã bắn 8 phát trong vòng chưa đầy 6 giây. Vụ nổ súng đã khiến lính cứu hỏa Pennsylvania, Cory Compreto thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Nghi phạm Grups ngay sau đó đã bị đội chống bắn tỉa của mật vụ Mỹ bắn thiệt mạng. Kể từ sau vụ ám sát hụt ở Butler, ông Trump thường phát biểu tại các cuộc vận động tranh cử ngoài trời, từ phía sau tấm kính chống đạn. Khi được phóng viên của CBS News, Kathleen Huey Burns hỏi liệu ông có bị căng thẳng sau sự việc ở Butler hay không, ông Trump trả lời, ông không bị căng thẳng. Ông Trump nói, câu trả lời là đường đạn rất sát và tôi có thể đã không được ngồi ở đây lúc này. Sự an toàn của ông Trump một lần nữa bị đặt câu hỏi khi các nhân viên mật vụ phát hiện một kẻ khả nghi với khẩu súng trường trong bụi cây gần sân gôn ở West Palm Beach trong lúc ông đang chơi gôn tại đây. Nghi phạm Ryan Wesley Root, 58 tuổi, đã bị buộc hai tội danh liên quan đến vũ khí, liên quan đến vụ việc. Các công tố viên liên bang cũng có kế hoạch buộc tội người này về hành vi cố ý ám sát một nhân vật chính trị. Theo hãng tin Reuters, nga và phương tây đang có nguy cơ nổ ra xung đột trực tiếp khi moscow cảnh báo sự ủng hộ của họ cho ukraine đang đẩy mỹ và các đồng minh đến bờ vực đối đầu quân sự trực tiếp với moscow cùng với đó điện kremlin tuyên bố nga sẽ tăng cường tấn công vũ khí phương tây ở ukraine cựu bộ trưởng bộ quốc phòng nga sergei sugu cho biết chúng tôi sẽ tăng cường cường độ tấn công vào các trung tâm hậu cần và kho chứa vũ khí phương tây trước động thái trên ông andrius kubilius Tân ủy viên EU về quốc phòng và không gian cho biết, EU và Nga có thể đối đầu nhau trên chiến trường trong vòng chưa đầy 10 năm nữa. Ông Kubilius, cựu thủ tướng Litva, là một chính trị gia có lập trường cứng rắn về quan hệ với Moscow. Theo ông Kubilius, EU cần phải tăng cường sản xuất quốc phòng và tích trữ dự trữ để có thể tự vệ trước các mối đe dọa trong tương lai. Ông cho biết, nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho giao tranh. Đồng thời kêu gọi thành lập liên minh quốc phòng châu Âu và khuyến khích đầu tư vào công nghệ quốc phòng trong tương lai. Ông Kubilius nói thêm: "Chúng ta phải sẵn sàng cho kịch bản đối đầu với Nga về mặt quân sự trong vòng từ 6 đến 8 năm nữa. EU, NATO và cùng với các quốc gia thành viên phải tăng cường sản xuất quốc phòng, tăng cường tích trữ và tiếp tục giúp đỡ Ukraina." Theo vị quan chức này, các đối thủ của EU đang theo dõi chặt chẽ liệu liên minh sẽ thành công hay thất bại trong nỗ lực nói trên. Ông Kubilius không phải là chính trị gia EU duy nhất cảnh báo về kịch bản EU có thể nổ ra xung đột với Nga trong những năm tới. Hồi tháng 4, Tư lệnh quân đội Đức, tướng Kastemiru nói với các phóng viên trong chuyến thăm Ba Lan rằng Nga sẽ tái xây dựng lực lượng sau cuộc xung đột với Ukraine. Và trong vòng từ 5 đến 8 năm nữa, nếu Nga quyết định tấn công các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, thì họ có đủ khả năng quân sự để làm như vậy. Ông Breuer tuyên bố, tôi không nói điều đó sẽ xảy ra nhưng điều đó có thể xảy ra. Chúng tôi nhận thấy Nga đang sản xuất rất nhiều vật liệu phục vụ xung đột và họ không đưa tất cả số vật liệu này ra tiền tuyến ở Ukraine. Vì vậy, vào năm 2029, chúng ta phải sẵn sàng. RT mới đây đưa tin, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabko cho biết các ứng cử viên của tổ chức BRICS không được tham gia lệnh trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia thành viên nào của khối kinh tế này, đồng thời nêu rõ một trong những điều kiện để gia nhập BRICS Thứ trưởng Ryabkov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow khi được hỏi về điều kiện đối với những nước có nguyện vọng trở thành thành viên, rằng các nước ứng viên cần theo đuổi chính sách có chủ quyền, có vai trò quan trọng trong các vấn đề quốc tế và khu vực, xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và hữu nghị với các nước BRICS và không tham gia vào các lệnh trừng phạt bất hợp pháp đối với các thành viên của nhóm. Về vấn đề mở rộng BRICS trong thời gian tới, ông Ryabkov lưu ý rằng cánh cửa đến BRICS vẫn mở. Đây là lập trường vững chắc của Nga. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết rằng nhiệm vụ của Nga ở giai đoạn hiện tại là hỗ trợ sự hội nhập thực chất và toàn diện của các quốc gia đã được chấp thuận gia nhập BRICS, trong khi vẫn duy trì tính năng động và hiệu quả của các cơ chế và khuôn khổ hoạt động của nhóm này, theo TASS. Cũng trong buổi họp báo, ông Ryabkov nhấn mạnh rằng việc mở rộng BRICS không nên trở thành mục tiêu cuối cùng của nhóm. Ông Ryabkov nói thêm, mục tiêu của nhóm luôn phải hướng đến việc củng cố BRICS, xây dựng tiềm năng và sức nặng quốc tế của khối bất kỳ quyết định nào trong BRICS đều được đưa ra bằng sự đồng thuận. Với tư cách là nước hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên, Nga sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên của BRICS tại thành phố Kazan, Nga vào cuối tháng 10. Hội nghị dự kiến sẽ thảo luận thêm về việc mở rộng số lượng các quốc gia gia nhập BRICS cùng một số vấn đề khác. Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc thành lập BRICS vào năm 2001. Đến năm 2010, Nam Phi gia nhập, đưa khối này trở thành BRICS. Hồi đầu năm nay, Ai Cập, Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE, Ả Rập Xê Út và Ethiopia cũng đã trở thành thành viên đầy đủ của khối này. Theo Sputnik, hiện có hơn 40 quốc gia mong muốn gia nhập BRICS. Đáng chú ý, Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và đang là ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu EU, đã chính thức nộp đơn xin gia nhập và đơn của Ankara đang được BRICS xem xét. Theo ước tính của các tổ chức tài chính toàn cầu, các quốc gia thành viên BRICS hiện tại chiếm khoảng 46% dân số thế giới và hơn 36% GDP thế giới. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây cho biết, phía Moscow chưa nhận được yêu cầu từ Berlin về việc tiến hành cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Olaf Scholz và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Peskov lưu ý, ông Putin và ông Scholz hiện không có vấn đề chung nào cần phải thảo luận, đồng thời nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Đức và Nga đã suy giảm xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, người phát ngôn của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột hiện tại với Ukraine. Ông Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng ông ấy sẵn sàng đối thoại. Tuyên bố trên được quan chức điện Kremlin đưa ra sau khi truyền thông Đức tiết lộ, Thủ tướng Đức Olaf Scholz muốn điện đàm với ông Putin trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 tới tại Brazil. Tờ Diezit dẫn nguồn tin từ chính phủ Đức tiết lộ, Thủ tướng Đức Olaf Scholz muốn có một cuộc trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Nga Putin. Ông Scholz đã ủng hộ những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, bao gồm cả việc mời đại diện Moscow dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Song ông Scholz lưu ý, Berlin chưa đưa ra đề nghị chính thức về một cuộc đối thoại như vậy. Lần gần đây nhất hai nhà lãnh đạo Đức, Nga gọi điện cho nhau là vào tháng 12 năm 2022. Theo ông Scholz, trước đó hai người từng trao đổi thường xuyên hơn. Theo kế hoạch, vào giữa tháng này, các cuộc thảo luận về hỗ trợ cho Ukraine sẽ được tổ chức tại Đức với sự tham gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo thế giới khác. Trong năm nay, Berlin cũng tham dự hội nghị hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức vào tháng 6. Tuy nhiên, cuộc họp đã không mang lại bất kỳ kết quả cụ thể nào khi nhiều quốc gia tham dự từ chối ủng hộ tuyên bố chung, trong khi đó, phía Nga không được mời. Đến tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Olaf Scholz nhấn mạnh rằng hòa bình nên đạt được ở Ukraine càng sớm càng tốt. Trước đó, trả lời phỏng vấn đài truyền hình ZDF ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Đức cũng đề cập đến một hội nghị tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine nên sớm được tổ chức, đồng thời kêu gọi sự tham gia của Nga. Mới đây, Thủ tướng của một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, EU, và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, khẳng định mong muốn khôi phục quan hệ với Nga nếu xung đột ở Ukraine kết thúc trong nhiệm kỳ lãnh đạo của ông. Theo Politico, người đưa ra tuyên bố trên là thủ tướng Slovakia Robert Fico, vốn từng nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo về gói thuế mới, thủ tướng Fico chia sẻ: "Nếu xung đột kết thúc trong thời gian chính phủ hiện nay nắm quyền, tôi sẽ làm mọi cách để khôi phục quan hệ bình thường và hợp tác kinh tế với Liên bang Nga." EU cần Nga và Nga cần EU. Thủ tướng Slovakia nhấn mạnh sẽ không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột ở Ukraine. Những phát biểu được đưa ra trước cuộc họp chung giữa chính phủ Slovakia và Ukraine vào ngày 7 tháng 10. Tại đó, Bratislava muốn thuyết phục Kiev tiếp tục là quốc gia trung chuyển khí đốt của Nga. Vào mùa hè năm nay, Kiev đã cấm vận chuyển các sản phẩm của công ty năng lượng Lukoil của Nga qua biên giới, khiến Hungary và Slovakia lo ngại. Cả hai nước này đều nhận dầu của Nga từ đường ống của Ukraine do không tham gia lệnh trừng phạt của EU. Thủ tướng Fico cho biết, chúng tôi có lợi ích hiện hữu trong việc duy trì các tuyến đường vận chuyển khí đốt và dầu mỏ của Ukraine. Đồng thời nói thêm, không có lý do gì để mua khí đốt và dầu mỏ từ các nhà cung cấp thay thế vì nó vẫn là dầu mỏ của Nga, chỉ có điều phí vận chuyển cao hơn. Cuối tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Denis Mihan về việc Nga ngừng cung cấp dầu do lệnh trừng phạt nói trên của Kiev. Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Fico chỉ trích việc Kiev đưa lúc oi vào danh sách trừng phạt khi dầu của công ty này cũng được cung cấp cho nhà máy lọc dầu Slovnaft của Slovakia. Theo ông, đây là lệnh trừng phạt vô nghĩa, không gây tổn hại cho Nga, mà chủ yếu là gây tổn hại đến một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, EU. Trong tuyên bố sau cuộc điện đàm, Văn phòng Chính phủ Slovakia cho biết Thủ tướng Robert Fico nhấn mạnh, Slovakia không có ý định trở thành con tin trong quan hệ Ukraine Nga và quyết định của tổng thống Ukraine có nghĩa là nhà máy lọc dầu Slovnaft của Slovakia thuộc tập đoàn MOL của Hungary sẽ nhận được ít hơn 40% lượng dầu để xử lý so với nhu cầu. Điều này sẽ có tác động không chỉ đến thị trường Slovakia mà còn có thể dẫn đến việc ngừng cung cấp dầu diesel do Slovnaft sản xuất cho Ukraine trong khi lượng dầu này chiếm gần 1 phần 10 tổng lượng tiêu thụ của Ukraine. Theo Văn phòng Chính phủ Slovakia, Thủ tướng Robert Fico đã liên lạc với các thành viên có liên quan trong nội các của ông và đại diện của tập đoàn hóa dầu MOL của Hungary về vấn đề này. Từng là thủ tướng tại vị lâu nhất tại Hà Lan với 14 năm nắm quyền, ông Mark Rutte được đánh giá là chính trị gia lão luyện, nhưng cương vị tổng thư ký khối quân sự NATO không phải là điều dễ dàng với ông Mark Rutter. Chính thức ngồi vào chiếc ghế của người tiền nhiệm là ông Jens Stoltenberg hôm mùng 1 tháng 10. Trên bàn làm việc của ông Mark Rutter là danh sách dày những thách thức mà NATO đang phải đối mặt. Trước hết là kế hoạch cải tổ đầy tham vọng, triển khai mô hình lực lượng mới để bảo vệ châu Âu cũng như các thành viên NATO một cách hiệu quả. Tiếp đó là việc duy trì khả năng hỗ trợ quân sự cho Ukraine và bảo đảm sự liên kết chặt chẽ của Mỹ với châu Âu. Mục tiêu trên chỉ có thể đạt được khi có sự đồng thuận trong liên minh bởi năng lực của nato không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh quân sự mà còn phụ thuộc vào sự thống nhất về chính trị tuy nhiên đây lại là lúc mà nội bộ nato còn nhiều tranh cãi chẳng hạn như để tăng cường phòng thủ sườn phía đông nato cần phải thuyết phục các thành viên di chuyển nhiều hơn các khí tài quân sự về hướng này điều mà không phải nước nào cũng thống nhất vì ảnh hưởng đến tiềm lực quân sự của mình hay như việc hỗ trợ quân sự cho ukraine nato liên tục gặp phải sự phản đối của hungary và gần đây là có thêm slovakia những thành viên cho rằng cần phải tìm giải pháp chính trị chứ không phải quân sự cho cuộc xung đột Nga Ukraina. Trong khi đó, mối liên kết xuyên đại Tây dương đang đứng trước nguy cơ suy giảm nếu như cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, một nhân vật vốn không có nhiều thiện cảm đối với sự tồn tại của NATO, trở lại nắm quyền sau cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2024. Điểm sáng cho tân tổng thư ký NATO là ông từng có mối quan hệ tốt với cựu tổng thống Trump khi còn giữ chức thủ tướng Hà Lan. Nhà phân tích Oana Langeskew nhận định rằng khả năng ông Rutte giữ thái độ cứng rắn nhưng thực tế trong việc hợp tác với ông Trump có thể mang lại lợi ích cho NATO nếu ông Trump đắc cử. Ông Rutte sẽ phải duy trì được sự ủng hộ của Washington bất kể ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử. Kinh nghiệm trong việc quản lý liên minh cầm quyền ở Hà Lan chưa phải là sự bảo đảm chắc chắn cho thành công của ông Mark Rutte trong vai trò người cầm lái một liên minh gồm tới 32 quốc gia như NATO. Thưa quý vị, xung đột nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều đã nêu ra điều kiện hòa bình, nhưng điều này khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật chiến biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa nga và ukraine. Quân đội nga cho biết các đơn vị của họ ở tỉnh biên giới Kursk vừa qua đã đẩy lùi hai cuộc phản công do phía ukraine thực hiện nhằm vào khu vực định cư Plekhovo cũng như ngăn chặn hai nỗ lực xâm nhập xuyên biên giới của lực lượng vũ trang kiev nhằm vào khu vực noviput ngoài ra tại quận gluskovo quân đội nga đã giành lại một số vị trí mà họ đã mất trước đó trong khu vực định cư vcle các cuộc đụng độ hiện đang diễn ra ở trên các tuyến đường tiếp cận ngôi làng ở quận korenevo các đơn vị nga đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của ukraine về phía olhoka máy bay nga ném bom các vị trí của afu ở tây nam kremianoy tại quận suza lực lượng Moscow đã chiếm lại các vị trí dọc theo tuyến Kachuk, Kromsky, Biki. Do không có cuộc tấn công hoặc cuộc không kích nào vào các vị trí của Ukraine trong khu vực này được ghi nhận trong vài tuần qua, nên tuyến đường này gần đây đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Hiện tại, các trận chiến đang diễn ra ở khu vực Novoselova, cách Malaya Loknia vài km về phía bắc. Tại Cherkaskoy, Poryknoy, máy bay Nga đã tấn công bằng một quả bom lượn FAB-3000 đánh trúng các hầm trú ẩn của đối phương gần một kho nitrat, gây ra một vụ nổ mạnh kèm theo các vụ nổ thứ cấp với sóng xung kích khủng khiếp, khói lửa bốc cao hàng trăm mét, trông như nấm. Tuy nhiên, bàn về bom lượn FAB-3000, một trong những trở ngại lớn khi sử dụng bom siêu lớn FAB-3000, đó là mô đun UMPC không mang lại tầm xa cũng như độ chính xác cần thiết, nhưng điều này có vẻ đã được Nga khắc phục. Hiện độ chính xác của bom siêu lớn FAB-3000 khi gắn mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh tổng quát mô đun UMPC của Nga đã tăng lên gấp nhiều lần. Điều này được thể hiện rõ trong các lần sử dụng mới nhất. Độ chính xác tăng lên được cung cấp bằng cách tối ưu hóa thuật toán vận hành của hệ thống dẫn đường quán tính, cũng như cải thiện khả năng chống nhiễu của anten thuộc mô đun hiệu chỉnh vệ tinh Cometa M. Bên cạnh đó, khả năng cao quả bom đã được trang bị cảm biến quang điện tử và đầu dẫn đường truyền hình để xác định và khóa mục tiêu trong điều kiện đối phương sử dụng các biện pháp đối phó điện tử mạnh mẽ chưa dừng lại tại đây. Ngoài mô đun UMPC truyền thống, không loại trừ khả năng bom FAB3000 còn được tích hợp mô đun UMPB để nâng cao tầm hoạt động khi bộ cánh lượn này còn có thêm động cơ đẩy phụ trợ. Theo thông tin có sẵn, các kỹ sư dự định trang bị cho những quả bom này một động cơ đẩy phản lực giúp tăng tầm xa của chúng lên 70 đến 75 km. Hiện tại, cự ly lượn xa nhất của những quả bom này là khoảng 45 đến 50 km. Được biết, Nhà thiết kế đã dựa trên những giải pháp kỹ thuật có sẵn để thực hiện bản kế hoạch nhằm cải tiến vũ khí. Điều này có nghĩa là công trình nghiên cứu sẽ được triển khai rất nhanh chóng ngoài thực địa. Hãng thông tấn RIA Novosti đã cho công bố một đoạn video về quá trình chiến đấu của binh sĩ nga ở Ukleda, một trong những thành trì quan trọng của các lực lượng Kiev ở mặt trận phía đông, với địa hình cao và vị trí gần hai mặt trận chính ukraine có vai trò quan trọng trong phòng tuyến ukraine ở tây nam donetsk cho phép lực lượng phòng thủ kiểm soát khu vực rộng lớn xung quanh ngăn các đơn vị nga thọc sườn hàng loạt thành phố trọng yếu và không thể dùng tuyến đường sắt donetsk volnovakha cho mục đích quân sự tuy nhiên giờ đây khu vực này dường như đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội nga theo đó bộ chỉ huy ukraine đã cho phép binh sĩ rút khỏi các đơn vị cố thủ trong thành phố Đoạn video do RIA Novosti công bố đã được một binh sĩ Nga từng tham chiến ở Ukleda chia sẻ lại. Hình ảnh cho thấy một trận chiến dữ dội đã xảy ra khi xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Nga cùng các binh sĩ đối mặt với hỏa lực dữ dội từ đối phương. Trong một vài khoảnh khắc, phương tiện của Nga suýt bị một số vũ khí hạng nặng của Ukraine đánh trúng, bao gồm một quả tên lửa đã lao xuống con đường mà chiếc BMP-2 vừa đi qua trước đó chỉ vài giây. Binh sĩ Nga cho hay Mọi thứ diễn ra cùng một lúc, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV, súng máy cỡ lớn, tất cả cùng một lúc. Những binh sĩ này đã vô cùng dũng cảm, thậm chí khi nhóm binh sĩ Nga di chuyển ra khỏi chiếc BMP2, họ đã bị tấn công vô cùng dữ dội. Một số binh sĩ phải nằm rạp xuống đất và ẩn nấp. BMP2 là một trong những phương tiện chiến đấu bộ binh phổ biến nhất của quân đội Nga, được đưa vào sử dụng từ năm 1980 và được sản xuất hàng loạt đến năm 1990. Đến nay, toàn bộ BMP2 trong quân đội đều đang được nâng cấp. Mặt trước của BMP2 có thể chống đạn 12,7 mm, hai bên và phía sau có thể chịu được hỏa lực của các loại vũ khí hạng nhẹ. Một số xe BMP2 đã được trang bị thêm lớp giáp tăng cường. BMP2 có khả năng việt giá tốt trên khung gầm bánh xích với động cơ diesel 300 mã lực. Xe có thể lội nước bằng cách nâng cao cánh mũi và bơi dưới nước bằng xích. Tờ Business Insider dẫn lời cựu tướng lục quân Mỹ Gordon Davis cho biết những chiếc F-16 mà Ukraine nhận được từ các đồng minh phương Tây không đủ sức đối đầu với máy bay chiến đấu của Nga. Theo ông Davis, F-16 có hạn chế về tầm bay và khả năng phòng thủ. Mặc dù được trang bị các hệ thống hiện đại, chúng vẫn gặp khó khăn khi phải đối đầu với các máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga. Ông Davis nhấn mạnh, Nga sở hữu hàng trăm máy bay chiến đấu hiện đại như Su-35S, Su-30SM đa nhiệm và MiG-31 có khả năng siêu thanh. Các máy bay này còn được trang bị tên lửa không đối không R-37M với tầm bắn vượt trội so với tên lửa AIM-120 mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Điều này làm cho F-16 của Ukraine dễ bị hứng các đòn tấn công trước các mối đe dọa từ lực lượng không quân và hệ thống phòng không mạnh mẽ của Nga. Mặc dù F-16 có thể tạo ra một số sự khác biệt trong giai đoạn hiện tại, ông Davis cho rằng số lượng và khả năng của chúng vẫn còn hạn chế khoảng 20 chiếc F-16 sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào cuối năm 2024. Và ông tin rằng khi số lượng máy bay tăng lên, Ukraine sẽ có cơ hội cải thiện tình hình. Dù vậy, sau 2 tháng hoạt động của lô F-16 đầu tiên ở Ukraine, hầu như không có tác động chiến lược nào đáng chú ý. Kiev hiện đang chuyển hướng sự chú ý sang tiêm kích Gripen và Eurofighter, trong khi chủ yếu tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái UAV. Thiếu tá Andrei Krasnoperov, cựu chiến binh lực lượng hàng không vũ trụ Nga và là huấn luyện bay nói Một chiếc máy bay không phải là cây kim trong đống cỏ khô, khó tìm, đó là một khối kim loại, chỉ có thể cất vào hầm trú ẩn kiên cố nếu có. Ông Krasnoperov đưa ra bình luận trên khi nói về một cuộc tấn công của không quân Nga vào sân bay ở Starokonstantinov, khu vực Khmelnytsky, có thể đã phá hủy một số máy bay F-16 của không quân Ukraine đang được cất giữ tại đây. Ông Krasnoperov nói, hầm trú ẩn bê tông chỉ có thể bảo vệ được máy bay ở mức độ thấp. Nếu một quả tên lửa Kinza phát nổ gần đó, hầm trú ẩn sẽ sụp đổ như một ngôi nhà bằng bìa các tông. Theo ông Krasnoperov, máy bay là một sản phẩm công nghệ tinh vi. Ngay cả thiệt hại do mảnh đạn từ một vụ nổ gần đó cũng có thể khiến một chiếc F-16 không thể hoạt động và đòi hỏi phải sửa chữa tốn kém. Việc sửa chữa cũng phải do các chuyên gia nước ngoài hoặc được đào tạo ở nước ngoài thực hiện và những chuyên gia như vậy cũng không dễ tìm được. Theo ông Krasnoperov, về lâu dài, ngay cả mạng lưới bom ke ngầm đang được xây dựng tại các sân bay ở miền Tây Ukraine cũng sẽ không cứu được những chiếc F-16 của họ. Nga đã và sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở như vậy và có thể phát hiện ra hoạt động xây dựng của Ukraine từ không gian. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh tuyên bố nếu các lực lượng phương Tây phá hủy tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine thì hành động này sẽ lôi kéo Mỹ vào cuộc xung đột. Tuy nhiên, Kiev có khả năng tự vệ và Washington sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những sự hỗ trợ cần thiết Trả lời câu hỏi về khả năng bắn hạ tên lửa của Liên bang Nga từ lãnh thổ Ba Lan hoặc Rumani, bà Sinh nói điều đó sẽ khiến chúng ta tham gia vào cuộc xung đột theo một cách khác. Hiện tại, chúng tôi cảm thấy rằng Ukraine đã có thể phòng thủ thành công trước các cuộc tấn công của Liên bang Nga. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo rằng họ, tức là Ukraine, nhận được sự hỗ trợ cần thiết để làm điều đó. Các phóng viên cũng hỏi liệu các nước phương Tây có thể giúp đánh chặn tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV trên bầu trời Ukraine như trường hợp với Israel hay không. Bà sinh nhấn mạnh, chúng ta đang nói về hai môi trường và chiến trường rất khác nhau. Tổng thống Joe Biden ngay từ đầu đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng cung cấp cho Ukraine những gì họ cần trên chiến trường. Họ đã rất thành công trong việc sử dụng các hệ thống phòng không và các khả năng khác để tiếp tục giành lại lãnh thổ. Tổng thống đã cam kết rằng Mỹ sẽ không đưa binh sĩ đến Ukraine nhưng chúng tôi đang hỗ trợ ukraine trong nỗ lực giành lại lãnh thổ chủ quyền của họ theo bà sinh mỹ và các nước khác có nguồn dự trữ tên lửa tầm xa hạn chế và yêu cầu quan trọng là phải đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của ukraine khi quyết định sử dụng loại vũ khí này tình báo mỹ đã cảnh báo washington và các đồng minh về những hậu quả nguy hiểm tiềm tàng khi cho phép ukraine tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ liên bang nga bằng tên lửa tầm xa của phương tây theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS, vào giữa tháng 9 năm 2024, chính quyền Ba Lan cho biết họ sẵn sàng bắn hạ tên lửa trong không phận Ukraine vì họ coi việc tên lửa tiếp cận biên giới của mình là một mối đe dọa và hành động theo các quy định trong hiến pháp. Khi bình luận về các tuyên bố tương tự trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga bà Maria Zakharova cho rằng ý định của Warsaw cho thấy Ba Lan coi miền Tây Ukraine là một phần không thể tách rời của mình. Sau đó, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Misia Gevana lưu ý liên minh này có thông lệ phải tham khảo ý kiến trước khi tham gia vào những hành động có thể gây ra hậu quả. Trong một diễn biến khác, sau cuộc họp với tân Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích các nước phương Tây chưa sẵn sàng bắn hạ tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV của Nga trên bầu trời Ukraine. Trung Quốc có lập trường cân bằng và nhất quán về vấn đề Ukraine ủng hộ việc sửa chữa nguyên nhân gốc rễ cuộc xung đột đó là trích dẫn bài viết của bộ trưởng bộ ngoại giao nga sergei lavrov trên tờ rosiskaya gazeta nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa trung quốc và nga bộ trưởng bộ ngoại giao nga cho biết chúng tôi ghi nhận cách tiếp cận cân bằng và nhất quán của trung quốc đối với tình hình xung quanh cuộc khủng hoảng ukraine ông giải thích các sáng kiến về giải pháp chính trị và ngoại giao do bắc kinh thúc đẩy có tính đến phần quan trọng nhất, nhu cầu loại bỏ nguyên nhân chính của cuộc xung đột. Trước đó, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh hồi cuối tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng Ukraine kéo dài đã làm gia tăng mối quan ngại quốc tế. Các lời kêu gọi hòa bình và đối thoại từ cộng đồng toàn cầu cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hiện nay cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp diễn, các nguy cơ lan rộng đang gia tăng. Điều này đã gây ra mối lo ngại lớn trong cộng đồng quốc tế. Trong khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc ủng hộ hòa bình và vẫn đang duy trì tiếp xúc với tất cả các bên, bao gồm cả Nga và Ukraine, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp nhằm duy trì tầm nhìn về một nền an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh thêm rằng, những vấn đề này bao gồm việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, mở rộng về phía đông việc thành lập lực lượng quân sự chống Nga tại Ukraina. Ngoài ra, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga lưu ý rằng Nga, Trung Quốc đang duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các vấn đề khu vực cấp bách nhất như tình hình tại Trung Đông và châu Phi. Theo ông Lavrov, tầm quan trọng của quan hệ đối tác Nga Trung Quốc trong các vấn đề toàn cầu đang ngày càng gia tăng, thể hiện qua mối quan hệ tin cậy giữa tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Lavrov lưu ý khi thế giới đang trải qua những thay đổi thực sự to lớn liên quan đến việc hình thành trật tự thế giới đa cực, mối quan hệ chiến lược Nga-Trung Quốc không chỉ đóng vai trò là yếu tố cân bằng mạnh mẽ trong chính trị quốc tế mà còn trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế hai nước và nâng cao phúc lợi cho người dân. Một báo cáo của Văn phòng Kiểm Toán Anh NAO cho thấy khả năng chiến đấu của quân đội Anh đã bị giảm sút do việc huấn luyện binh sĩ Ukraine. Theo báo cáo, Bộ Quốc phòng Anh thừa nhận rằng sự hỗ trợ quân sự của nước này dành cho Ukraine đã hạn chế khả năng huấn luyện quân đội Anh. Theo đó, một phần tư căn cứ huấn luyện của quân đội Anh đang được sử dụng cho chiến dịch Interflex, chương trình đào tạo bộ binh cơ bản cho binh sĩ Ukraine. The Telegraph đưa tin hơn 45.000 tân binh Ukraine đã tham gia chương trình này. Báo cáo chỉ rõ rằng do tác động của chiến dịch này, các đơn vị quân đội Anh đã bị từ chối đơn xin tham gia đào tạo Tại các căn cứ huấn luyện nhiều hơn 8 lần vào năm ngoái so với năm 2019. Báo cáo của NAO được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tuần trước tuyên bố chiến dịch Interflex sẽ tiếp tục trong suốt năm 2025. Chiến dịch Interfox, một chương trình huấn luyện khác dành cho lính thủy đánh bộ Ukraine, cũng phải chuyển đến Hà Lan trong năm nay vì việc sử dụng các cơ sở huấn luyện tại Anh có nguy cơ ảnh hưởng đến nhu cầu đào tạo của lực lượng lính thủy đánh bộ của Hoàng gia Anh. Anh là một trong những bên ủng hộ nhiều nhất cho Ukraine, từng viện trợ nhiều khí tài hiện đại như tên lửa hành trình Storm Shadow và 14 xe tăng chủ lực Challenger 2. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố viện trợ quân sự của Anh giúp nước này cứu được hàng nghìn sinh mạng, nhưng cho rằng điều không may là tiến trình này gần đây chậm lại. Bộ Quốc phòng Anh nói rằng gói viện trợ tên lửa cho Ukraine là một phần trong nỗ lực tăng cường sản xuất quốc phòng của Anh và châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healy thông báo lô đạn pháo trị giá 395 triệu đô la Mỹ cũng sẽ được chuyển tới Ukraine trong vòng vài tháng nữa. Trước đó, hồi đầu tháng 9, chính phủ Anh thông báo viện trợ 650 tên lửa đa năng hạng nhẹ LMM có tổng trị giá 213 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, lô đầu tiên dự kiến bàn giao cuối năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healy cho hay gói viện trợ mới sẽ thúc đẩy đáng kể năng lực phòng không Ukraine, thể hiện cam kết của nội các mới trong tăng cường hỗ trợ nước này. Số tên lửa này sẽ hỗ trợ Ukraine bảo vệ người dân, hạ tầng và lãnh thổ. Tốc độ sản xuất pháo tự hành Bogdana của Ukraine trung bình đã đạt tới 15 tổ hợp mỗi tháng. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tại lễ khai mạc Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ hai, trong tháng cao điểm, Ukraine sản xuất tới 20 tổ hợp pháo tự hành Bogdana. Bogdana, hay còn gọi là 2S-22 Bogdana, là lựu pháo tự hành bánh lốp do nhà máy Kramatorsk của Ukraine chế tạo. Đây cũng là loại pháo tự hành đầu tiên do Ukraine sản xuất, có cỡ nòng tiêu chuẩn NATO 155mm. 2S-22 Bodana được thiết kế để tiêu diệt các khẩu đội pháo, sở chỉ huy liên lạc, công sự giã chiến cũng như các loại phương tiện bọc thép và cơ giới của đối phương. Hiện nay, ngày càng có nhiều đơn vị tác chiến của lực lượng vũ trang Ukraine được tiếp nhận những tổ hợp pháo tự hành bánh lốp cỡ 155mm tối tân nội địa. Ông Zelensky cũng tự hào rằng trong điều kiện cực kỳ khó khăn của một cuộc xung đột toàn diện, Ukraine vẫn có thể xây dựng một ngành công nghiệp quốc phòng gần như mới. Theo các tuyên bố chính thức trước đó, vào tháng 5 năm nay, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã đạt năng lực sản xuất 10 hệ thống pháo tự hành Bogdana mỗi tháng. Và bây giờ, theo phát biểu của Tổng thống Zelensky, số lượng đã tăng gấp đôi. Truyền thông Ukraine đã so sánh những gì diễn ra trong nội địa với tốc độ sản xuất pháo tự hành ở châu Âu. Họ có cơ sở tự tin khi con số 180 đến 240 pháo tự hành mỗi năm rõ ràng là rất lớn. Bên cạnh đó, có tin lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được 18 đơn vị pháo tự hành Bokdana do Đan Mạch tài trợ. Thông tin trên đã được Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Jones Lang Poulsen, công bố tại Diễn đàn Chiến lược châu Âu Yanta. Bộ trưởng Poulsen cũng lưu ý rằng việc bàn giao tất cả các hệ thống pháo tự hành Bokdana đã đặt hàng diễn ra chỉ 2 tháng sau khi thương vụ này được cấp vốn. Cần lưu ý vào tháng 7 năm 2024, chính phủ Đan Mạch đã thông báo rằng họ tài trợ cho việc mua 18 hệ thống pháo tự hành BUK Dana. Việc lựa chọn hệ thống vũ khí này là mặt hàng viện trợ quân sự đã được đại diện Copenhagen lựa chọn dựa trên khuyến nghị từ Bộ Quốc phòng và Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraina. Vào cuối tháng 9, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết họ và Kyiv tiếp tục mua vũ khí thông qua tổ hợp Quốc phòng Ukraina với tổng trị giá 600 triệu đô la Mỹ. Một phần kinh phí cho việc này sẽ được lấy từ tài sản bị đóng băng của Nga ở Liên minh châu Âu. Hàng nghìn người xuống đường biểu tình ở Berlin yêu cầu chính phủ Đức chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Theo đó, cuộc biểu tình diễn ra ở thủ đô Berlin của Đức mới đây. Theo lời kêu gọi của một nhóm cực tả, hàng nghìn người tham gia sự kiện đã dơ cao những biểu ngữ như đàm phán, không vũ khí, nói không với xung đột chủ nghĩa hòa bình không ngây thờ. Một số người còn cầm những tấm bảng với các dòng khẩu hiệu phản đối Mỹ. Một trong những yêu cầu chính của người biểu tình là chính phủ Đức ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine, điều mà Kiev vốn rất cần trong cuộc xung đột với Moscow. Sự kiện diễn ra một tuần trước chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Đức, kể từ thời cựu tổng thống Ronald Reagan năm 1985. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến gặp các đồng minh của Ukraine tại căn cứ quân sự của Mỹ ở Remstein, phía Tây Đức, để thảo luận về việc viện trợ vũ khí cho quốc gia Đông Âu. Lãnh đạo cực tả theo chủ nghĩa dân túy Saga Wagenknecht, người tham gia biểu tình ở Berlin, từ lâu kêu gọi chấm dứt cung cấp vũ khí cho Ukraine và phản đối kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ ở Đức. Một vụ biểu tình lớn tương tự cũng đã diễn ra vào hồi đầu tháng 8. Những người biểu tình mang theo cờ hòa bình, cờ Đức, cùng nhiều biểu ngữ kêu gọi hòa bình và ngừng cung cấp vũ khí cho một số nước. Theo các nhà tổ chức, ban đầu có khoảng 5.000 người đăng ký, nhưng đã có tới 7.000 người tham gia. Khoảng 500 cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo trật tự công cộng. Đức là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Vào năm 2024, ngân sách của Berlin dành cho Kiev được đặt ở mức gần 7,5 tỷ euro. Mặc dù Đức dự kiến giảm viện trợ quân sự cho Ukraine nhưng ngân sách quốc phòng dự kiến cho năm 2025 của Berlin sẽ tăng 1,3 tỷ euro so với năm 2024. Con số này vẫn thấp hơn mức tăng 6 tỷ euro mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius đề xuất. Ngoài hàng nghìn quả đạn pháo và xe bọc thép, chính phủ Đức còn hỗ trợ đáng kể cho phòng không và các hệ thống khác của quân đội Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Boris Pistorius đã thúc đẩy các nước khác làm theo, đặc biệt là về phòng không. Đức từng vấp phải chỉ trích bởi liên tục không đạt được mục tiêu của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là chi 2% GDP cho quốc phòng. Đức đặt mục tiêu thực hiện được yêu cầu của NATO vào năm 2025. Quay trở lại với tình hình căng thẳng ở Trung Đông và những diễn biến nóng liên quan đến các cuộc xung đột trong khu vực, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Tờ The New York Times dẫn lời ba quan chức Israel đề nghị giấu tên cho biết vào đêm mùng 3 tháng 10, Israel đã không kích vào Bonke gần thủ đô Beirut, Liban, nơi đang tổ chức một cuộc họp của giới lãnh đạo cấp cao Hezbollah. Đáng chú ý, trong cuộc họp đó có ông Hashem Safieddin, người được cho là sẽ kế nhiệm lãnh đạo Hassan Nasrallah, người vừa bị ám sát vào tuần trước. Cuộc tấn công cho thấy Israel vẫn chưa từ bỏ chiến dịch tiêu diệt các lãnh đạo của nhóm vũ trang Hồi giáo được Iran hậu thuẫn này. Ông Safieddin, khoảng 50 tuổi, là họ hàng của ông Nasrallah và từ lâu đã là một nhân vật chủ chốt trong Hezbollah và được coi là ứng cử viên sáng giá để trở thành lãnh đạo mới của nhóm này. Lực lượng Israel hiện chưa đưa ra bình luận gì về cuộc không kích này. Trước đó, lực lượng này đã ban hành lệnh sơ tán khu phố Bức al ở phía nam Beirut vào đêm mùng 3 tháng 10. Ngay sau đó, vào khoảng nửa đêm, một loạt vụ nổ lớn đã làm rung chuyển khu phố đông dân cư Dahia, phía nam Beirut nơi ông Nasrallah bị ám sát và là thành trì của Hezbollah. Trong một tuyên bố, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo một thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas ở Tunkham tại bờ Tây, ông Yahya Yasser Ab Alfi đã thiệt mạng trong đợt tấn công của lực lượng này. Lực lượng vũ trang Israel IDF cho rằng thủ lĩnh Alfi là người lên kế hoạch và chỉ huy vụ tấn công bằng xe bom ở khu định cư Atiret vào ngày 2 tháng 9 năm nay nhân vật này cũng được cho là cung cấp vũ khí cho một số lượng lớn chiến binh hamas trong khu vực lên kế hoạch và chỉ huy một lượng lớn các cuộc tấn công nhằm vào các cộng đồng ở bờ tây và các địa điểm ở israel theo tuyên bố ngoài thủ lĩnh ofi nhiều chiến binh quan trọng khác của phong trào hamas ở tuncam cũng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của idf theo reuters trước đó idf cho hay các đơn vị bộ binh và thiết giáp chính quy đã tham gia các hoạt động trên bộ ở liban Việc bổ sung lực lượng bộ binh và thiết giáp cho thấy chiến dịch trên bộ của IDF ở Liban có thể mở rộng ra khỏi các cuộc đột kích hạn chế. IDF trước đó tuyên bố cuộc tấn công của họ chủ yếu nhằm phá hủy các đường hầm và cơ sở hạ tầng khác ở biên giới và không có kế hoạch tiến hành chiến dịch rộng hơn nhắm vào Beirut ở phía Bắc hoặc các thành phố lớn ở phía Nam Liban. Tuy nhiên, IDF mới đây đã ban hành lệnh sơ tán mới cho hơn 20 thị trấn dọc biên giới thuộc miền Nam Liban hướng dẫn người dân di chuyển về phía bắc sông Awali. Theo Telegraph, Israel được cho là đã phóng tên lửa vào Syria trong đêm, tấn công gần một căn cứ không quân của Nga, có thể là nơi cất giữ vũ khí cho Iran. Có tới 30 tên lửa được cho là đã dội xuống khu vực gần căn cứ không quân Khmeimim, gần thành phố ven biển Latakia, Syria, gây ra một loạt vụ nổ lớn. Một số đoạn video cho thấy những vệt sáng màu cam trên bầu trời đêm khi hệ thống phòng không đang cố gắng đánh chặn tên lửa. Có đám cháy lớn cách Mim vài km. Một số kênh truyền thông cho biết hệ thống phòng không của Nga và Syria đã cố gắng đánh chặn tên lửa trong ít nhất 40 phút ở Latakia. Nếu cuộc tấn công được xác nhận, điều này có thể có nghĩa là Israel đang đẩy mạnh nhắm vào các tài sản có liên quan đến Iran ở Syria, bất chấp nguy cơ va chạm với Nga. Một số thông tin khác cho rằng mục tiêu cuộc tấn công không phải là căn cứ mà là một nhà kho gần JB được cả Iran và Nga sử dụng. Trong khi đó, một nguồn tin Israel cho biết Iran có kế hoạch bắn hơn 1.000 quả tên lửa vào Israel nếu Tel Aviv tấn công đáp trả cuộc tập kích tên lửa của Tehran đêm mùng 1 tháng 10 vừa qua. Theo kênh số 12 của Israel, các bình luận viên người Iran nhận định rằng quốc gia Hồi giáo có thể bắn 1.000 quả tên lửa tấn công Israel. Mục tiêu tấn công mới có thể bao gồm cả hạ tầng dân sự chứ không dừng lại ở các cơ sở quân sự như cuộc tập kích vừa qua. Nguồn tin cho biết, nhận định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian cảnh báo rằng nếu Israel tấn công trả đũa Iran, Tel Aviv sẽ phải hứng chịu đòn giáng trả khốc liệt hơn từ phía Tehran. Cũng theo kênh số 12 của Israel, truyền thông Iran hôm qua khẳng định vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, đã bắn hơn 400 quả tên lửa vào Israel, chứ không phải 181 quả tên lửa như công bố của phía Israel. Về cuộc xung đột tại chiến trường Liban, lực lượng Hezbollah tuyên bố các tay súng của nhóm này đã loại khỏi vòng chiến đấu 17 sĩ quan và binh sĩ Israel trong các cuộc giao tranh mới nhất tại khu vực biên giới. Hezbollah khẳng định số thương vong thực tế còn có thể cao hơn do nhiều binh sĩ Israel bị thương nặng. Một nguồn tin Ả Đập cũng cho rằng quân đội Israel có thể mất tới hàng chục binh sĩ trong các cuộc đụng độ mới nhất với Hezbollah. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo có thêm một sĩ quan mang hàm đại úy tử vong do bị thương trong giao tranh ở phía Nam Liban một ngày trước đó, nâng tổng số quân nhân Israel thiệt mạng tại chiến trường Nam Liban lên 9 người, trong đó có 4 sĩ quan. Lực lượng phòng vệ Israel cũng cho biết, Hezbollah đã bắn hơn 200 quả tên lửa tấn công nhiều khu vực khác nhau ở phía Bắc Israel, trong đó có Metula, Haifa và Galilee. Các cuộc tấn công không gây thương vong do nhiều quả tên lửa bị lưới phòng không Israel bắn hạ, số còn lại rơi vào khu vực chống trải. Ở chiều ngược lại, IDF đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào các mục tiêu Hezbollah ở cả phía đông, phía nam Liban và ngoại ô thủ đô Beirut. Trong đó, các cuộc không kích vào phía nam Beirut đánh phá 15 mục tiêu, bao gồm trụ sở tình báo của Hezbollah. Trong một tuyên bố mới đây, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, Trung tướng Haji Halevi khẳng định lực lượng này sẽ tiếp tục đẩy mạnh tấn công Hezbollah cho tới khi đạt được mục tiêu đề ra là loại bỏ sự uy hiếp mà nhóm vũ trang Liban tạo ra đối với các cộng đồng dân cư phía Bắc Israel. Iran vừa qua đã phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel, đánh trúng một số căn cứ không quân của nước này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Iran đã phạm sai lầm và sẽ phải trả giá. Truyền thông Israel đưa tin, chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đang xem xét đáp trả Iran bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược như giàn khoan dầu khí hoặc cơ sở hạt nhân. Từ lâu, Israel đã có chương trình vũ khí hạt nhân của Iran là mối đe dọa hiện hữu. Tờ New York Times trích dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng Israel có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong một kịch bản phản ứng có thể xảy ra, tập trung vào các cơ sở làm dầu uranium. Iran đã phân bổ các cơ sở hạt nhân của nước này tại nhiều địa điểm, thậm chí xây dựng một số cơ sở trong các bong ke ngầm Điều này khiến việc phá hủy chúng trở nên rất khó khăn. Một số cơ sở hạt nhân của Iran có thể nằm trong tầm ngắm của Israel. Natanz là một trong số những cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran nằm trên một đồng bằng giáp núi bên ngoài thành phố Qom phía nam Tehran. Cơ sở này được coi là cốt lõi của chương trình hạt nhân của Iran. Nơi đây có hai nhà máy làm dầu uranium, gồm nhà máy làm dầu nhiên liệu ngầm FEP rộng lớn và nhà máy làm dầu nhiên liệu thí điểm PFEP trên mặt đất. Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết FEP nằm sâu khoảng 3 tầng dưới lòng đất. Nhiều máy ly tâm tại FEP đã bị hư hại do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó có một vụ nổ và mất điện vào tháng 4 năm 2021, mà Iran cáo buộc Israel là thủ phạm đứng sau. Nhà máy PFEP nằm trên mặt đất chỉ chứa vài trăm máy ly tâm, nhưng Iran lại đang làm giàu uranium lên đến độ tinh khiết tới 60% tại đó nhà máy hạt nhân Fordow nằm ở phía đối diện thành phố Qom, Nơi đây là cơ sở làm dầu uranium, được đào sâu trong một ngọn núi, do đó có thể được bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công. Hiện tại, Iran có hơn 1.000 máy ly tâm đang hoạt động tại đó. Một phần trong số đó là máy IR-6 tiên tiến có thể làm dầu uranium lên tới 60%. Ngoài ra, Iran có một trung tâm công nghệ hạt nhân lớn ở ngoại ô Isfahan, thành phố lớn thứ hai của nước này. Trung tâm này bao gồm nhà máy chế tạo tấm nhiên liệu FPFP và cơ sở chuyển đổi uranium UCF có thể xử lý uranium thành uranium hexafluoride được đưa vào máy ly tâm. Tại thành phố Khordab, Iran đã xây dựng một lò phản ứng nghiên cứu nước nặng ở đây, ban đầu được đặt tên là Arak, nhưng sau đó chuyển thành Khordab. Các lò phản ứng nước nặng gây ra rủi ro phổ biến hạt nhân vì chúng có thể dễ dàng sản xuất plutonium giống như uranium đã làm giàu, có khả năng được sử dụng để chế tạo lõi của bom hạt nhân. Cơ sở nghiên cứu hạt nhân tại Tehran có một lò phản ứng, chủ yếu được sử dụng để sản xuất đồng vị phóng xạ y tế, được sử dụng trong điều trị ung thư và chẩn đoán y học hạt nhân. Cơ sở này đóng vai trò trung tâm trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân vì nó có thể được sử dụng không chỉ cho mục đích y tế mà còn cho mục đích quân sự nếu dùng uranium làm giàu ở mức cao. Ngoài các cơ sở hạt nhân, Mỹ cũng đang thảo luận với Israel về việc nhắm tới các cơ sở dầu mỏ. Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu ngày 3 tháng 10 khi được các phóng viên hỏi liệu Mỹ có ủng hộ Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ Iran hay không. Chúng tôi đang thảo luận. Xong trước tiên, tôi muốn nhấn mạnh không phải chúng tôi cho phép Israel tấn công mà chỉ là cố vấn cho Israel. Hôm nay sẽ chưa có chuyện gì xảy ra đâu. Trước đó, chủ nhân của Nhà Trắng cho biết ông không ủng hộ Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân Iran để đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Tehran. Ông nói, chúng tôi sẽ thảo luận với đối tác Israel về những gì họ sẽ làm. Tất cả thành viên nhóm G7 đều đồng tình rằng họ có quyền đáp trả nhưng nên hành động tương xứng. Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, giới chức nước này tin rằng Israel chưa đi đến quyết định cuối cùng về biện pháp đáp trả Iran. đài Al Jazeera mới đây dẫn lời phong trào Hezbollah tuyên bố họ đã tấn công quân đội Israel thêm 6 lần nữa. Trước đó, Hezbollah được cho là thực hiện hơn 10 cuộc tấn công vào quân đội Israel. Trong 6 cuộc tấn công mới nhất, Hezbollah cho biết họ đã kích nổ hai thiết bị nổ vào dạng sáng mùng 3 tháng 10 khi bộ binh Israel cố gắng xâm nhập ngôi làng Maron Anras ở miền nam Liban. Phong trào này tuyên bố Hezbollah đã tấn công binh sĩ Israel bằng tên lửa Falak do iran sản xuất ở phía đông khu định cư sasa miền bắc israel và một nhóm binh sĩ khác bằng loạt tên lửa ở phía tây cùng khu định cư này một cuộc tấn công khác xảy ra tại khu định cư somira ở miền bắc israel nhằm vào quân đội israel bằng tên lửa falak hezbollah cũng bắn hai loạt rocket riêng biệt vào lực lượng israel một vụ ở khu định cư bedjet và một vụ khác ở ngôi làng avivim chưa dừng lại hezbollah báo cáo cuộc tấn công bằng thiết bị nổ nhằm vào lữ đoàn tinh nhuệ Golani của Israel. Trước đó, nhóm vũ trang Liban còn tuyên bố nã súng máy và rocket vào nhóm quân nhân Israel tập trung trong ngôi nhà ven làng Kfar Kila, khiến toàn bộ binh sĩ đối phương đều thiệt mạng hoặc bị thương, đồng thời khai hỏa khiến một trực thăng Israel phải quay đầu. Một đơn vị Israel dường như cũng phải rút lui vì hỏa lực của Hezbollah sau khi cố xâm nhập vào làng biên giới Odaise. Quân đội Liban thông báo lực lượng Israel đã tiến khoảng 400 mét qua biên giới, và rút lui sau thời gian ngắn. Đây là lần đầu tiên giới chức Liban xác nhận về cuộc xâm nhập. Phóng viên Imran Khan của Al Jazeera cho hay, Hezbollah hiện rất tự tin vì đã đẩy lùi được quân đội Israel. Họ coi đây là chiến thắng chiến lược. phía quân đội Israel khẳng định, bộ binh được không quân yểm trợ đã hạ các tay súng Hezbollah trong những cuộc giao tranh ở khoảng cách gần, song không nêu rõ chi tiết. Tel Aviv tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah cho đến khi hàng chục nghìn người Israel ở các thị trấn và làng mạc gần biên giới Liban có thể trở về nhà an toàn. Trong khi đó, Hezbollah khẳng định sẽ tiếp tục bắn rocket vào Israel đến khi có lệnh ngừng bắn tại giải Gaza. Theo thống kê của chính phủ Liban, gần 1.900 người đã thiệt mạng và hơn 9.000 người bị thương ở nước này trong gần một năm giao tranh xuyên biên giới. Hầu hết các trường hợp thiệt mạng xảy ra trong hai tuần qua hơn một triệu người buộc phải rơi bỏ nhà cửa. Quân đội Israel phát cảnh báo đến người dân ở 25 địa phương tại miền Nam Liban, kêu gọi họ lập tức sơ tán để đảm bảo tính mạng. Đại tá Avichai Adrae, phát ngôn viên tiếng Ả Rập của lực lượng phòng vệ Israel thông báo, hành động của Hezbollah khiến lực lượng phòng vệ Israel IDF phải đối phó. Chúng tôi không có ý định làm hại quý vị. Vì sự an toàn của bản thân, quý vị phải lập tức sơ tán. IDF cũng công bố danh sách 25 thành phố, thị trấn và làng mạc ở miền Nam Liban mà dân thường cần di tản, trong đó có Nabatie, đô thị lớn hàng đầu khu vực. Ông Andrae cho biết thêm, bất cứ ai ở gần thành viên, cơ sở hạ tầng và vũ khí của Hezbollah đều tự đặt mình vào vòng nguy hiểm, kêu gọi người dân Liban di chuyển lên phía Bắc và cho biết sẽ cập nhật thông tin về thời điểm họ được trở về nhà sau. Lực lượng phòng vệ Israel cũng đưa ra cảnh báo tương tự với 24 làng ở miền Nam Liban. Một ngày trước đó, quân đội Israel kêu gọi người dân tại 28 khu vực nhanh chóng di tản. Động thái diễn ra giữa lúc xung đột giữa Israel với nhóm vũ trang Hezbollah ngày càng tăng nhiệt. Được biết, Israel hiện đang cùng một lúc tham gia vào một số cuộc giao tranh quân sự. Vào đêm dạng sáng mùng 3 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel đã phát động một chiến dịch hạn chế trên bộ ở Liban. Mục tiêu chính là tạo điều kiện hồi hương cho 60.000 cư dân miền Bắc phải sơ tán do những đợt pháo kích của Hezbollah bắt đầu từ một năm trước để ủng hộ phong trào Hamas của người Palestine. Ngoài ra, chiến dịch ở giải Gaza vẫn tiếp tục. CNN đưa tin, một khu phố trung tâm Beirut đã bị tấn công vào sáng sớm mùng 3 tháng 10 theo giờ địa phương. Các cuộc tấn công của Israel vào trung tâm Beirut rất hiếm. Cuộc tấn công vào sáng mùng 3 tháng 10 là cuộc tấn công đầu tiên của Israel vào trung tâm thủ đô Liban kể từ cuộc xung đột toàn diện cuối cùng giữa Hezbollah và Israel vào năm 2006. Ngay cả khi đó, Israel cũng hiếm khi nhắm vào trung tâm thành phố. Đây là cuộc tấn công thứ hai kể từ năm 2006 nhắm vào trong phạm vi thủ đô Beirut. Với cuộc tấn công đầu tiên diễn ra gần cầu Cola vào sáng sớm ngày 30 tháng 9 theo giờ địa phương. Ông Filipe Lazzarini, người đứng đầu cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNRWA, cảnh báo nạn đói đang lan rộng tại Gaza trong bối cảnh xung đột tiếp diễn. Trên mạng xã hội X, ông Lazzarini nhấn mạnh hơn một triệu người tại Gaza không nhận được thực phẩm trong tháng 8 và con số này tăng lên 1,4 triệu người đến tháng 9 vừa qua. Ông cho biết hơn 100.000 tấn thực phẩm không được phân phát đến người dân Gaza do những hạn chế về tiếp cận, bất ổn an ninh và đường xá bị hư hại. Ông cho rằng nạn đói tại Gaza hoàn toàn do con người gây ra. Gần 70% diện tích trồng trọt đã bị tàn phá. Toàn bộ người dân phải trông cậy hoàn toàn vào viện trợ nhân đạo. Theo ông, việc thiếu nguồn cung viện trợ nhân đạo đầy đủ sẽ chỉ gây ra nhiều đau khổ hơn trong bối cảnh mùa đông sắp đến và điều kiện thời tiết xấu đi. Theo đó, ông kêu gọi các bên liên quan khẩn cấp thực hiện ngừng bắn. Trong khi đó, phát biểu tại phiên họp thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông Trần Húc, đại sứ, trưởng phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Thụy Sĩ đã đưa ra quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Palestine. Ông Trần Húc nhấn mạnh vấn đề Palestine đã bị trì hoãn hơn 70 năm, gây tổn thương to lớn cho người dân Palestine. Đã gần một năm kể từ khi xung đột ở Gaza nổ ra, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn. Xung đột tái diễn tại Liban khiến việc hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước càng trở nên khó khăn hơn. Ông nhấn mạnh, chính phủ Trung Quốc rất quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Palestine và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng khác, luôn ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của người dân Palestine trong nỗ lực khôi phục các quyền dân tộc chính đáng, phản đối và lên án mọi hành động gây tổn hại đến thường dân vô tội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài, ngăn chặn mọi hành động gây xung đột và gia tăng căng thẳng tình hình khu vực, đồng thời giảm bớt thảm họa nhân đạo ở Gaza một cách hiệu quả. Theo ông, cộng đồng quốc tế cần thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc và Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc về bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân Palestine, thúc đẩy một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.